Chém nữa cả nhà, một con cá chém này. Ồ, được một cú đá đầu tiên nè, về đó cả nhà, bạn về nó nằm chỗ này nè, không đi được, phải nhờ ai. Ơi này, chú thầy trưởng. Xin chào cả nhà nha. Đây thì hãy ra lại ngoài bờ kè đánh nước cả nhà. Hôm nay là mưa quá trời mưa luôn, mưa rất là lớn luôn cả nhà nè. Đây thì hãy sẽ ra giăng, bây giờ thì hãy sẽ ra đó giăng lưới, cái chèo bè đó giăng lưới cho cả nhà. Mời cả nhà nó xem video tiếp theo của Hải và săn bắt cá ở ngoài sông nhé cả nhà. Hy vọng hôm nay là gặp cá to. Thì nguyên một tuần vừa rồi thì Hải cứ đi giăng câu ở ngoài biển cả nhà. Thì là không có ở nhà, tại vì như chưa tới mùa hay sao cá nó không có vô. Thì Hải sẽ quay lại đây giăng lưới để bắt cá cho cả nhà xem. Tại nguyên một tuần Hải đi giăng ngoài đó đi lỗ xăng không mà không có con cá nào luôn cả nhà. Bây giờ thì Hải sẽ chuẩn bị đi nha cả nhà. Ôi, nên mưa ướt quá cả nhà. Bây giờ thì lưới thì Hải đã thả cho thả rồi, giờ đang neo bè gì đó. Bây giờ mưa ướt quá, giờ đang ngồi đây chờ. Hải xuống đây sẽ thăm lưới cho mọi người xem nha. Đây thì nước cũng đang chuẩn bị cạn dần thôi cả nhà, chưa cạn lắm. Sóng vẫn còn đập bờ. Bây giờ xem mà. Sông vẫn còn đập bờ nha. Hôm nay thì Hải sẽ ra đó thăm kéo lưới, hy vọng là sẽ có cái quay cho cả nhà xem. Thì, sáng nay thì Hải lau lại rồi mới đi giăng lưới xuyên đêm. Thì hôm nay thì Hải mời cả nhà đồng hành cùng Hải nha, xuống xem Hải kéo lưới nha, hãy coi có cá hay quay cho cả nhà xem nha. Rồi mời cả nhà đồng hành cùng Hải nha. Mời cả nhà. Lưới nha. Có một bây giờ phải đi qua mấy cái chỗ này trong dây.
giờ sẽ bắt đầu sẽ kéo lưới lên nha. Thì rồi tại thì nước đang càng rút ra đó nha, mình làm không kịp quá, lắc rồi mình chèo vô không có được chèo vô được luôn. Ủa lưới đứt cái sao vậy? Lưới đứt cái sao đó thì nhìn nhiều à? Lộn cá gì đó, cá gì đó, chẽm đó cả nhà, một con cá chẽm nè, chim con. Ủa, sóng to quá. Rồi được rồi nha. Được một con cá đầu tiên. Thì hãy chèo qua. Bị lật bè đó cả nhà, tại bè nó nằm chỗ này nè, không đi được, cứ nhờ ai kéo vô phụ thôi. Bây giờ nằm ở ngoài này rồi cả nhà, hôm nay sóng to quá. Giờ cái này tại mình chèo không có được luôn, giờ nó trôi nữa, cái này nó tăng cạn nữa, nó trôi về hướng hướng này cả nhà, hướng trời lặn á. Ôi! Woo!
sông này sao sông to quá. Cái tối giờ khỏi đi rồi. Ơi! Có một cái đồ nó ta không có vớt ta không nghe. Giá lơ luôn cái nhỉ. Nó nghe không? Ơi! Có một cái xuồng ngoài kia họ có vô hay không ạ? Vô thì mình bỏ bờ không đỡ. Tại vì nó coi bị hướng bên này cái nhà này, nó coi bị hướng bên này. Sóng to quá, sóng to không nghĩ là sóng to đến nỗi mà lật cái bè bè này mà khó lật lắm rồi, tại quá cao nó mới lật đấy nha. Lưới vẫn còn bị nằm dưới đó cái nha. Lúc nãy kéo lên một tay lưới rồi. Còn tay lưới còn lại thì đã bị đặt dưới úp nằm đó luôn rồi. Có một con cá cá vượt cá chẽm đó nha. Một con nhỏ à. Cái chừng đâu cái tấm lạng gì. Giờ nó nằm dưới nước lại rồi. Cái này đến chiều nước cạn mới chắc ra được không thôi à. Cái sóng to quá chừng. Trời ơi. Mình đi mấy chiếc ghe cái nhỉ. Dép cái dép mất luôn rồi, nổi luôn rồi. Cái này nó tóc vô bên phía kia nè. Chị nghe thôi. Trời sóng to không ai đi biển đó nha. Mấy nổ á, người ta chạy ghe mấy nổ người ta không nghe được. Trôi về đâu nữa nè. Hiện tại cái đang nằm trong con nước nó đẩy ra. Nó không có đẩy gì xuống này. Giờ khi khỏi hết kè này bắt đầu nó sẽ đẩy tấp xuống này đó. Bờ cái nhà. Thì vô bờ nó sống cứ to luôn. Xuồng đang ra phụ kéo hại vô rồi, nhưng đang chạy qua đây. Thuyền thấy nó sóng lừa tới hãy để công biết là mình được có quay đầu mỗi giờ nó không bị rồi thuyền nó sẽ tới dốc phải lên đó.
cái xuồng cái đang lên đó nha. Anh ơi, giúp em đưa bơ với, bị lật thuyền rồi. Lật cái bè rồi. Chú ơi, đưa cho con vô với. Bè có bị lật rồi. Nhờ, nhờ chú kéo vô giùm con với. Có dây nè, biết đứt không, kéo từ từ thôi. Rồi, 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 kéo qua bên kia được, hoặc là vô 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 cường được không? Kéo vô vô với nha. Dạ được. À dạ được. Bây giờ để tắt máy đi, nhờ chú kéo vô giùm nha cả nhà. Vô cái bờ đó nha. Chú thuyền trưởng. Chiều nước cạn lấy được chú, chiều lấy được á, chiều nó êm hơn đúng không? Thôi nhưng mà chiều em ra lấy lưới thôi, đâu có làm. Dạ. Giờ phải chạy về một góc bên này mới tạt lên được cái nhà. Thăm thẳng vô rồi sống. Con cái à, đây hoa đây hoa này, một cái gì đồng số, đây là lưới kéo cho luôn.
chiều rồi đó, lấy cái đó này. Dạ, tôi đang trồng đó. Để cho con tắm đây, con cột con đeo đây, con đeo đúng cái chùi nè, con hay đeo chùi, con đây cả nhà. Đây thì ở ra đây thì gặp một chiếc ghe đó bị chìm luôn cả nhà. Cái chỗ này cũng bị rất là nhiều chiếc bị chìm ngay chỗ này rồi cả nhà. Nguyên cái tài sản của người ta dưới đây là cũng phải là vài trăm triệu cả nhà, bây giờ nó bị chìm bỏ dưới đây đó là tí luôn. Máy móc rồi lưới rồi. Hiện tại đây có một chiếc ghe đang hỗ trợ đó cả nhà này. Hình như nó ta bơm hơi hay sao á. Đây cả nhà. Đây là cái tài sản của ngư dân làm biết bao lâu mới được cả nhà. Bây giờ vô đây đi gặp nạn nó đã bị chìm dưới đây rồi. Được buồn thay cho họ luôn cả nhà. Giờ hình như dưới đó chỉ cần mấy thợ lặn để dưới cái cột cột phao dưới cái nhà để cho nó nước lớn nó sẽ nổi cái chiếc ghe lên. Rồi bắt đầu lấy ghe họ kéo vô chỗ nào mà thiệt là sâu. Nước thiệt là sâu luôn rồi kéo vô lên đó xong rồi chờ nước cạn lại bắt đầu ra xử lý đó cả nhà. Bây giờ kéo vô tới đây là cũng là mừng rồi. Tại cái khu vực chỗ này nè. Lại biết là có chỗ nó có một chiếc ghe cũng bị chìm cái đó luôn. Giờ hôm nay là có thêm một chiếc ở đây nữa nè. Hôm trước ở đây là có một cái phao nha. Cái phao trắng ở đây. Cái nhà, đây thì Hải đi ngoài biển để kéo lưới. Ai giờ gặp sóng to quá bị lật bè. Cái lưới này kéo trễ, giờ 10-11 giờ mới kéo á. Bây giờ dính rác quá chừng luôn, mà cũng có cá nha. Cá dồ đó cả nhà nè. Nè cá dồ to luôn nha. Cá dồ, cá hành. Đây. Cá ma. Có cá gì là lạ đó, các Hải sẽ quay cho cả nhà xem nha. Có cá chét nữa. Của nó cá tà ma đó. Có cá tà ma. Cái mẫu ướn ta. Cá tươi mà. Bạc liền. Bạc, chứ không phải lên nữa. Gỡ luôn hả đâu. Gỡ luôn chứ để làm chi. Vâng. Bắt chưa. Để cái con vô ba dụng tay chứ vô được cho tính. Đây con cá hành nè. Vậy chứ vô được cho tính. À, nó còn sống với đặc rạch luôn á. Thôi nhớ nhảy xong đó. Đây cá chét. Chè treo chè treo treo. Chè treo nó định gửi bụng phấn rồi đó là hành động. Đó cái này là 3 phân này 7 phân. À này này. À cái đó hả? Mà đó là một đó, chiếc cỡ đó là một đó. Đâu? Có con to 7-8 kg không em? Nói sao vậy? Ý là loại một bé lượt loại một á. Không thôi. Tao nó phạt phạt con. Bụng dơ sẵn, nắm dơ ra định ba bụng dơ ra định lên sẵn kẹo rồi. À định nhân đóng á. Định thì con cá. Ê, cả nếu chai chỉ có anh đi ngắm đi thôi, người ta xuống người ta cái muốn người ta đúng rồi đúng rồi đúng rồi, nhưng mà tại vì thấy đánh hai ba tiếng thế ai có đâu, thế ngắm mới có đó. Được trước anh đi đánh với mấy người kia nó không có một con, nó có anh có đó, anh ngắm mấy ông kia đâu ngắm luôn, còn một cu này hẳn này cũng chai nước mí chai nước khả mình có vua nước nó sống ghê trời rong nè. Rong rồi mặt lưỡi chứ rã lỗ ra chai rồi mày mặt đồ không có đồ bắn hả rồi mày mặt bắn mặt đồ vậy nữa ngơ ra đồ đồ bảo mặt ra ngoài không có gắn không có bắn thế bắn chưa cho lại luôn mấy anh đưa ra đi được cái chợ ngay để cọ mạ lưỡng nữa đi gặp lưới trò nhỏ ra giờ nó vay vậy đó vay người ra chai vay vậy đó nó vay cái nhỏ cái to đó là một đây cái nhà đây được con cá to nha. Đừng cả ta mà ăn ngon quá đó. Nghe rạ gì ơi. Nghe cái luồn kè luôn mà nó trôi ra tới cái luồn kè luôn mà. Đây cưa luôn. Trôi ra đó thôi chứ nằm bên góc mà sắt đánh bên này mà nó nằm bên này. Gờ bỏ nó rồi. Đã về nó đi chứ. Hả? Đã về. Trôi đã đi luôn. Trôi đã chứ. Đã nhẹ to gì nó trôi chứ. Đã chối là cái lửa này hàng cũng chối theo. Thì đã lạnh nha. Ta lửa này nhẹ quá là một. Đã chối nhánh nè.
Thế nó phao nhỏ đấy, phao to nó trôi tiêu từ lâu rồi. Phao phao nhựa nó trôi từ lâu rồi. Có cá ngoài em. Cả lắm chứ. Mà mệt, cái vừa nó mệt hết lắm à? 2 tấm. Lúc cà kẹo là mất hết tấm rồi, bây giờ trôi thêm tấm là xong. 2 tấm. Thầy là mà mời chối đó. Trôi nhanh lắm chứ đừng. Mà dây dây lề phao gân anh ngắn nữa, dài thì nó còn thấy được cái con dài ngắn đó. Anh dành đi nha mà. Dưới kia sợ rã quá xấu lắm. Kẻ lúc luôn, lúc nó thấy được luôn mà. Thùng này cái thang thùng nó cũng dậm phải vô. Nó vô thì chìm nó giống vô đâu. Bé anh nó còn lật. Dầu lên họ sẽ ngồi trên bè tùng kinh được luôn á. Ngồi đó kêu mấy thằng quay phim nói sáng em la la anh kêu đó, hôm nay kêu cố chắc luôn á đó, cái cứu đó anh la ngóc ngóc cho nó bè cho nó ghe tới cái ghe kia đâu dám tới đâu ngó lơ luôn chưa sợ chạy tới ghe nó sâu đấy nó chạy tới đó lỡ nó chìm luôn sau tự nhiên cứu thằng bè chia mất cái tài sản của ta. Coi con chạy ra xa rồi, lúc đó nó trôi ra xa lắm. Trôi ra xa cái giữa ngùi giữa luồng mà nó trôi ra nhanh ghê. Tôi gặp ông lấy đòi ngang mắt từ xa. Từ đây chắc không phải dưới Nhân Dũng á, xa hơn Nhân Dũng nữa. Mình kêu ông nghe nha. Thính đó. Tại người ta làm nghề đò phải thính tài chứ. Mình còn mấy ông thì gần đây nó kêu với ông nhanh lơ đi vô phải chứ. Kêu mày chi. Đi nằm tả bữa cho thanh tạm. Bởi vì nên mà cứ mà ăn càng cái chấm cái ngoan đi uống mà kì ớt cái chấm thì mua thấm mua chấm mới cái gái ông ấy tươi chuối chai vô vợ ta nếu cá được chấm nhiêu ấy cái này lát nữa mà xả thì gỡ xong vô tắm đồ ngủ là mình ra ó mày có ngồi thử cái này giờ hết mày giặt bư đó đó là một bãi là một bãi. Để đi dọn dọn nên cửa cho sạch. À, vậy đó dưỡng còn người ta dọn có lưỡng chứ miếng dọn không có lưỡng nha. Phải định mày làm nữa định cho phải rồi định sạch rồi đi cửa vậy. Cái gì đó? Tà me. Tà ma. Cái gì cửa nó tà ma đi à? Tà ma nghe tên hơi lạ không nhưng mà ăn đúng ngon. Thật vô lăng và chia lăng đi chứ chứ gì bạn chia không? Hả? Thì người đã có chia bạn ấy. Tao lấy lại đôi dép nói chứ. Thì nữa cả đi lăng cho sạch đi rồi phi lê ra rồi cầm hông lưu đi. Cái nào? Tao liên cái hả? Luôn. Cầm đùa rồi sao đó? Nguyên tỉnh về nữa. À, cái căn này, cái căn mới con mình sao dính được hay đây mới. Bà cái cả nước rồi. Anh sống cái cực đai thế khổ anh cứ ngắn 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 à, sao biểu gặp con tao một kỹ dắt đồ năm chuột giờ đi đi gãy nhưng không định ngoài trên đập ôi em động mà vậy ở tổ bả có tay bụng có tay cũng đưa hai ngồi tay nó nữa hành động không cả đang béo vô chứ phải dở luôn béo thì béo cái ngồi nó còn rồi cái chân nữa đi bơ bả người đi làm cho mày tao mày cả cản đó thôi à. Cái cặn mà cái tổ bạn con tay hai con tay luôn á à, hai con tay cái gì của tà ma tà ma hả ừ. Ui nó vô nó cao rồi trời ưu một phát. Cái chỗ đầu đó nó nhìn nằm nằm trong cái bè rồi thôi rồi ra thủng đó cho con à ba đó cho thủng á khó còn văn mạng khó cái vô khí bị đâu có nhiều nó đau nó con cái dù ba con cái dù chứ. Ba con. Ở đây hai con còn vậy đấy. Ba con nữa. À vậy kia con. Nếu ba con có cái vụ luôn mà. Cá này có ngon luôn hả? Không. Từ đó là cá hanh, vậy không phải. Cụ đó không phải. Còn mang. Con cái nhớ ơi. Vô mè. Bạc mạng hết mạng hết mạc hết rồi đồng quân ca cơ định là to định lại ba lươn đồng quân ca cơ to răng nó răng ba to chục kỹ mà
đem bán ăn thì gà mổ mà cho con cho vợ ăn, mà bán thì hắn bạc cái mát hắn khó chịu. Bây mày được hai con nghèo, hắn càng nghèo á mà con sống nó chưa là giường vải vú ấy, dân mấy bác giường vải vú này để túi lấy cái đào là túi lấy cái gỗ bởi cả gỗ cứng đã ấm lúc hắn này ai coi đã ấm lắm nó chưa chứ gỗ đâu đây thôi ấm ít đây con cá lịch nó bỏ đất luôn nó cài nó chạy lắm mà dính mười con bạc bán rồi chứ chưa hết. Nói ăn thì không có gà cho con mới tuổi. Bạn được trăm ngàn, từ khi nữa trăm ngàn ngon nữa. Chào bà, lưỡi về cầu mà 2-8 tỉnh. Để con đã đi. Cô thôi đi biên khoảng một câu nghe mà riêng tự dương. Cô thôi. Ê, ta kẹo ra lưỡi gà ní đấy. Lưỡi ní đấy. Đây. Đã định nó nổi đi cho sạm nó kéo định ngồi tháo luôn bố là lên luôn con cà kiếm mới chơi anh một cụ rồi là anh lên anh lãnh rồi dòng lá dứt anh chúng luôn nghề này ngầu gỡ không à đó ngầu gỡ đây cả nhà đây thì thành quả của Hải đi hôm nay được 3 con cá dồ với một con cá nó coi cái gì của cá tầm ma cá liệt, cá hành, cá chét. Ở lưới thì là một nồi rác luôn cả nhà, bây giờ đang ngồi gỡ. Thành quả thì đi được như đây cả nhà. Cái này to tròn. Để dính rác nhiều lắm cả nhà, bây giờ thì phải ngồi gỡ rác. Con được vô bừa hơn coi cảnh. Con cả chi rồi.